大丈夫です。Thêm bông đi, bông khô với bông ấy. Coi giết nó làm gì, nó tào đùng luôn á. Em coi em đắp cái chân cho ông bé nè, chứ không nướng bé này rồi ở trên là lấy máu, ở dưới lấy máu nữa mày. Kia này kia nướng chân Tú bà lại ngủ đàn biến có nướng bao nhiêu. Đừng cười. Hút máu chị lại có mà cười vui cả ngày. Để xa xa xuống phía dưới được này đã đúng rồi. Chẳng đỡ khuất cái tầm nhìn của chị. Lấy vô tầm giữa này.
Chiên xong 4 tiếng sau lại mặc lại trước khi đi ngủ. Khoai tây. Sao nó vào đây? Chị Loan à. Chị Loan qua đây một cây cho nó thèm nhân tiếng luôn vậy. Rồi ok. Rồi ok. Chị hờ, bỏ hũ cơm vô để xí đem luôn đi chứ không quay nhé. Nhỏ đúng không? Chắc nhỏ. Đi sợ cũng tranh thủ hướng lấy cơm. Mấy nên nặng bữa trước kêu nghĩ đúng không, suy nghĩ đúng không ta, phải không đây. Mấy nặng tuần trước qua dùng nhiều ra máu nhiều này. Em dùng thuốc đúng không em? Đỡ không? Dạ cũng đỡ. Hơi hơi đúng không? Dạ. Vài lần nữa là ok đấy. Trường vẫn còn ăn nhiều quá kìa. Phúc con Trang có đi chung không chứ? Mấy đứa đi chơi chung. Ừ, em thấy chị Phúc với chị Trang theo bạn. Biết rồi, ý là nói chuyện là hai đứa nghỉ cùng ngày có đi chung không biết. Hai ba nó hay chung. Ta biết là thì chửi. Hậu mấy giờ rồi không biết. Bảy giờ tháng 20 không biết rồi đúng không? Rồi. Chân. Chỗ này hơi đau. Bé nằm trước quay mấy cái luôn. Nhớ vừa rồi quay mấy cái luôn.